người ta nói rằng họ không tin Đức Chúa Trời vì họ không nhìn thấy Ngài. Nếu thứ gì đó không thấy được thì nghĩa là chúng không tồn tại hay sao? Dù phần lớn vũ trụ là không thấy được bằng mắt thường, nhưng chúng ta có thể thấy được thông qua kính viễn vọng thiên văn. Và dù các vi sinh vật là không thấy được bằng mắt thường, nhưng chúng ta có thể thấy chúng qua kính hiển vi. Vậy làm sao chúng ta có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời là đấng không thấy được? Giăng chương 5 câu 39. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Chúng ta có thể nhận ra sự tồn tại của Đức Chúa Trời đấng không thấy được thông qua Kinh Thánh. Hãy xác minh rằng Kinh Thánh là sự thật thông qua khoa học. Gióp chương 26 câu 7. Chúa trải Bắc Cực ra trên vùng trống, treo trái đất trong khoảng không không. Treo trái đất trong khoảng không không nghĩa là trái đất đang lơ lửng trong không trung. Ngày nay, trái đất lơ lửng trong không trung chỉ là thương thức, nhưng mãi đến tận thế kỷ 17 thì mới được chứng minh bởi định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Tuy nhiên, Kinh Thánh đã ghi chép sự thật này khoảng 3.500 năm trước rồi. Tiếp theo là ghi chép về vòng tuần hoàn của nước. Gióp chương 36 câu 27. Vì Ngài thâu hấp các giọt nước, rồi từ sa mù, giọt nước ấy bèn hóa ra mưa, đám mây đổ mưa ấy ra, nó từ giọt xa xuống rất nhiều trên loài người. Câu này giải thích về quá trình nước bốc hơi, ngưng tụ và giáng thủy. Vòng tuần hoàn của nước được chứng minh lần đầu tiên vào thế kỷ 16-17 bởi Perrault và Mariotte. Tuy nhiên, Kinh Thánh đã ghi chép sự thật này khoảng 3.500 năm trước rồi. Đây là chứng cứ chắc chắn rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, chứng minh sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Thế thì, tại sao chúng ta nên tin vào Đức Chúa Trời? Đó là vì nước thiên đàng có tồn tại. Khải Huyền chương 21 câu số 1. Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới, sẽ không có sự chết. Kinh Thánh làm chứng rằng có trời mới và đất mới, tức là nước thiên đàng có tồn tại. Chúng ta có thể đi vào nước thiên đàng, nơi không có sự chết, chỉ khi chúng ta có sự sống đời đời. Vậy, làm thế nào để có thể nhận sự sống đời đời? Giăng chương 6 câu 54. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Chúng ta có thể ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Giêsu bằng cách nào? Luca chương 22 câu 15. Ta rất muốn ăn lễ vượt qua này. Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong. Này là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho. Chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Đức Chúa Giêsu phán rằng, bánh lễ vượt qua là thịt Ngài, và rượu nho lễ vượt qua là huyết Ngài. Khi chúng ta giữ lễ vượt qua giao ước mới, chúng ta nhận được sự sống đời đời và đi vào nước thiên đàng. Xin hãy giữ lễ vượt qua giao ước mới để nhận lãnh phước lành sự sống đời đời.